Gấu mèo dễ thương hay nguy hiểm? Sở hữu bề ngoài dễ thương nhưng loài gấu mèo này lại vô cùng nguy hiểm. Bạn đừng bao giờ chạm vào bộ lông hay bắt tay thân thiện với chúng bởi có vô số ký sinh trùng, vi khuẩn nguy hiểm bám trên lông và da. Các nhà khoa học đánh giá mỗi con gấu mèo là một ổ mầm bệnh di động, khả năng lây bệnh cho con người của chúng gấp nhiều lần so với các loài động vật khác.